Này là cây líp, cái này là cây líp am của anh nha man, mắt in in lên ha, hàng hiếm cho man sưu tập nha, hàng hiếm cho man sưu tập nha, đó rất là nhảy lửa luôn, lửa 10 lên 10 em bách phát bách trúng luôn ha, đó, bách phát bách trúng luôn, rồi rất là lớn. À, cây này á nó là siêu to khổng lồ, nó to đây, nó rất là to, em cầm trên tay mà anh tự hình dung ha. À, cái này nó tuổi nó là 8-90 tuổi rồi, tuổi nó sâu, nó xưa, con này là hàng của anh á, cầm rất là chắc tay. Nó con này là cây 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 xưa ha, cây này là lít âm của anh, hàng hiếm cho anh sưu tập ha. À, nó 8-90 tuổi rồi, nó cần của nó hình viên đạn nè, thấy không, thấy cần của nó hình viên đạn không, nhìn bánh xe của nó ha. Cây này nó rất là chắc tay, em nói thiệt với anh á, anh cầm trên tay đi hút thuốc bạn của anh phải lắc mắt luôn á, lắc mắt luôn á, giá trị sưu tập cực cao ha, đã lắm, cầm rất là chắc tay nha, đó. Mắt in in lên nha, cây này của anh, cây này 8-90 tuổi rồi, cây này ha, tuổi sâu lắm, nó là đồ cổ cho nên là nó hiếm lắm, rất là hiếm, hàng của anh bây giờ về không được đâu, đó. Rất là đã ha. Em thiệt mà anh cầm cái clip anh, mấy anh mà chơi mấy con mà mấy con cái con săn đá mà săn đá to y nó to như vậy nè, mấy con săn đá mà nó dạng như là nhái jipô nó to á, làm sao mà chất được mấy cây đó hả, đồ china chứ jipô nó đâu làm mấy cái đó. Còn mà cầm cái này mới thiệt với mấy anh luôn ha, đồ cổ, ném cái là bể đầu.